mấy cháu ở đâu thì không biết. Là con chị nhiêu tuổi? 25 tuổi. 25. Đây phải che. Con nó có nói bố nó là con nhỏ hơn lắm. Lâu lâu đi gì vậy? Lên lắp đi lên trên chợ cái thằng nhỏ học chung với con á. Thằng nhỏ á. Ừ. Đâu ai lục trong nhà hay có thằng nó giấu đâu nè. Không biết nó giấu ở đâu không biết nữa mà ta kiếm chưa có được. Ông xui á, ông xui ông nói gì nè, coi chừng nó giết còn cái cây này dao cán vàng. Bữa đó ổng thấy nó cầm cây dao cán vàng bây dai đây nè, ổng lặng lặng ngay cần cổ của ổng. Ổng nói mày chơi gì không kỳ cục, nhà tao không thích. Đứng dưới tao để sao bây giờ cắm dỗ bà nội này. Ổng nghĩ chắc là ông xui ông nghĩ là cái giết bằng cây dao đó đó. Vô khám gì dẫn cho tỉnh thôi, nghĩ nó dẫn cho vô. Cái nhà ta dễ gì cho mình đi vô đâu. Đâu có cho vô. Người già mà. Ủa mà mình quen người nhà mà. Má nó nè. Mẹ ruột nó. Mẹ ruột xong vô. Mẹ chồng quê bà mà nó nói. Ba cũng nhỏ, nhỏ con, nó cũng nhỏ con. Chị ghen bả vậy ghen. Bé thì ghen, không có 25 tuổi rồi. Mà tôi nói tại số mẹ bà chứ. Nó lần nó lên nhà bà chồng nó chơi cái nó đi đem rượu của giùm mình ông á. Cái hỏi mẹ mày có vợ ấy mà cô này cô chứng kiến từ đầu cô, mà nó lừa cái tiền tôi ở cái một bên ta nói cô tôi đi đáy nghe la không tôi đi đáy gặp cái thằng này nè nó mở cửa nó đi ra nó chạy xe nó đi cái tôi mới nói tôi đi lên tôi mới bắt cái đèn lên thì nó chưa được 2 giờ rưỡi cái tôi nói thằng họ không biết thằng này chắc này nó đi đâu thì tôi còn ngồi ở trước chút xíu thì ở dưới thằng Tâm nó về nó ở đây nó, tôi cũng qua tôi đứng đây nè với thằng anh á đứng đây nè Tâm nó mở cửa nó giết vợ nó chết rồi mà tôi đứng này tôi run chân đứng chân giết cô vô không cô vô con đâu có vô nó đứng ở trước cửa mà ai dám vô đứng chỗ đó tới rồi cửa bà dám vô bà còn run mà công an đi ra mà còn không dám vô nữa mà xác minh đâu Tâm nó kìa đâu có gì đâu có biết sao con nói vậy tôi với thằng Tâm với thằng Quê đứng đây nè thằng Quy nó thấy thằng nhỏ chành bành gì tôi tính vô tôi hết thằng nhỏ tôi đi ông tôi quả mấy mày vô đó nha coi chừng nó còn cầm dao nó đâm rồi tôi cũng trở lại luôn mà nó đi tới luôn không ai dám vô cái như rồi xong nó đi kêu người đến cứu con nó đi kêu anh Dễ nó thằng anh Dễ nó lên chứ anh Dễ nó không lên anh Dễ nó không lên ở đây biết coi chưa có ai hay hết nó lại đóng cửa luôn không ai hay cửa không ai hay hết nhà bên này không có ai có người ta mà nhà nó có cũng ngủ nhà nó đó 2 giờ mấy tao đang ngủ 2 giờ rưỡi à bảo mấy nó giết rồi lạ này nó không ai hay bà ở đây nó bắt mày luôn đó trời ơi tôi rung cái đó tôi ra tôi rung đi không được mà tôi thấy thằng nhỏ là nó để nó nước vậy thằng nhỏ trời nó nước dữ lắm luôn tôi thấy thằng nhỏ đó chưa chết ẩm dài chưa chết mà nó ngước luôn nó sắp sửa nó đi ngước dữ lắm luôn thấy ghê luôn cái đó mà ngay sớm mà chở dám sống đó này nó dọc thì dở nhỏ đi luôn đó dở nó chết rồi nó đi kêu đi kêu nó đi kêu anh Dễ đó nó tới thì con nó chết rồi phải chứ con già đó con qua là cứu nhở ông nội em dám qua bà ở đây mình dám qua hả qua nó ở đây nè nó ở đây nó tới luôn tới luôn nó cầm dao không ai nó cầm dao không dám vô nữa mà chút nữa cắt cổ coi xong rồi chở ông chở lại ra tới bệnh viện đây ta bác sĩ anh ruột nó tụi với nó cũng tốt rồi dạ có mổ bụng đó bị đập gập bụng á lún bụng không không còn vợ đó không có tối nay sao mình dám ngủ về nãy kêu mày kêu là mồi đặng âm là mồi hy sinh vợ ngựa rồi bị bắt hay vậy ông em bắt chưa bắt trả đi hôm 2 giờ bắt đi rồi 2-3 giờ bắt đi rồi không nghe tới hy chưa chưa chút nữa mới có tới 8 giờ mấy mà cái bà nhỏ xíu con đó là bà già đó bà sao đỏ đó sao bà không được vô sao à, không được kìa không biết nữa nói chung là không biết sao ở ngoài hay là bà ở ngoài thì mình không biết gì cái xác còn nằm đóng hả xác còn nằm đóng hả đâu ai đụng địa để ra đâu ai đụng địa không em lại đụng ai vậy đụng địa đâu đụng để của ta để đó ta thì con nó đâu có được đâu có ai dám vô vô đó rồi con gà giữ ra đi rồi mãi chúng eo chúng chúa mà thật rồi
nó chết chó theo rồi đụng mãi mới hay theo đụng có xỉn không tối không có xỉn không bị bệnh rồi đâu có nhậu đâu anh bị bệnh hả nó 4 năm tháng rồi giờ đất nhậu bị bệnh rồi lấy có nhậu không có nó nhậu hả có buồn gì không mà không làm như vậy bị bệnh mà nó tái cơn giấc nào nó tái cơn hả đụng mà chơi luôn đi chơi luôn đi đây công an chạy xuống chở tiền về coi. Kêu là nó kêu chạy tiền về trước. Ông kêu xe thiện chạy xuống đây chở tiền về trước coi, còn nhỏ ngoài xe bé rồi cũng hỏi ăn cướp. Sao kỳ á? Sao xỉu hả? Thấy mặt con mình vậy. Chùa nào? Chùa Tân Dương mình đi vô chút nè. Con nhỏ mà sao đét quá. Chị không biết con của chị này à, nhỏ xíu con như vậy. Ừ, không, con của bà thằng trai. Thằng trai mẹ nó cũng nhỏ xíu con phải không? Đi gan bà. Ờ, đúng rồi, nó nhỏ xíu con à. Nhỏ xíu bị cắt cổ sao chịu nói. Cái gì khùng mà nó đứng đâu nó làm trò đó nó mới bị mừng ngày nay à. Linh cơn lúc nào không nổi không biết đường. Như ở nhà mình để ý thì mình đưa đi được chứ. Thank you.
Đang muốn xỉu luôn rồi.